Sydney ngày 5 tháng 8 ghi nhận ngày đại dịch COVID-19 tệ hại nhất với 5 người chết và số ca lây nhiễm cộng đồng cao kỷ lục trong lúc áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm khắc kéo dài nhiều tuần để chế ngự biến thể Delta lây nhiễm cao. Trong 5 ca tử vong trong ngày, có 4 người chưa tiêm chủng, người còn lại đã tiêm một liều vaccine. Nhà chức trách y tế bang New South Wales cho biết và khẩn nài dân chúng đi chích ngừa càng sớm càng tốt. Nhà cầm quyền cũng loan báo phong tỏa một tuần kể từ ngày 5 tháng 8 trong khu vực xung quanh thành phố Newcastle, lớn thứ nhì tiểu bang, cách Sydney 140 km về phía bắc sau khi có 6 ca được báo cáo tại đây. Có thêm 259 ca nhiễm COVID tại Sydney, trong số 262 ca trên toàn bang New South Wales, nhà chức trách y tế cho hay. Đây là con số kỷ lục hàng ngày đối với thành phố Sydney và tiểu bang New South Wales.